ở việt nam một số nước trên thế giới người dân rất chú trọng tới văn hóa ẩm thực ngày tết dù món ăn truyền thống dịp đầu năm ở mỗi quốc gia là khác nhau song tất cả đều tâm niệm rằng những món ăn ngày tết mang biểu tượng cho sự bình an khỏe mạnh và may mắn cùng khám phá những món ăn đặc sắc ngày tết ở một số quốc gia trên thế giới đầu tiên có thể kể đến là trung quốc tại trung quốc sủi cảo chính là một trong những món ăn truyền thống của người dân trong ngày tết theo phong tục của người trung quốc các gia đình thường cùng nhau gói sủi cảo trong đêm giao thừa tạo nên không khí ấm cúng xung vầy gắn kết sau đó mọi người cùng nhau thưởng thức khi bánh còn nóng hổi người trung quốc tin rằng ăn sủi cảo trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới sẽ mang lại sự thuận lợi sung túc trong cả năm sủi cảo được làm từ vỏ bánh bằng bột mì nhân sủi cảo được làm từ thịt trộn lẫn với rau xanh khi gói sủi cảo cần chú ý phần viên bánh phải đều tượng trưng cho sự cân bằng viên phúc miếng xuôi cạo thường được gói theo hình bán nguyệt tượng trưng cho nén bạc cổ mang đến sự giàu sang và tiền tài sau khi làm xong bát sụi cạo đầu tiên sẽ được dùng để thờ cúng tổ tiên thể hiện lòng biết ơn bát thứ hai sẽ được dùng cúng các vị thần thánh để thể hiện sự kính trọng tôn nghiêm còn bát thứ ba sẽ được cả nhà cùng ăn trong bữa cơm giao thừa thứ hai là hàn quốc hàn quốc cũng là nước đón tết nguyên đán giống như việt nam ẩm thực ngày tết của người hàn quốc không thể thiếu món tất cúc còn được gọi là canh bánh gạo trong bữa cơm đầu tiên của năm mới, các thành viên trong gia đình sẽ cùng làm canh bánh gạo vào buổi sáng ngày mùng 1 Tết với ý nghĩa về một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công. Tức cúc được làm từ bánh gạo gọi là tức cùng với nước xương bò hầm, thịt bò và hành hoa. Bánh gạo được thái vát, miếng mỏng, hình bầu dục và màu trắng tượng trưng cho sự trường thọ, sự thanh khiết của con người và mọi vật trên thế giới. Thứ ba là Nhật Bản, mặc dù Nhật Bản đã chuyển sang đón Tết Dương lịch nhưng vào những ngày đầu năm, người Nhật vẫn duy trì các phong tục truyền thống, nhưng món ăn ngày đầu năm của người Nhật được gọi chung là Osechi-ryori, có ý nghĩa giúp các thành viên có thể sống tốt qua những ngày đầu năm mới khi mà các cửa hàng đều đã đóng cửa. Osechi-ryori là các sản phẩm được chế biến từ đậu đen, cá và hải sản, những nguyên liệu nấu ăn phổ biến của người Nhật. Theo quan niệm của người Nhật Bản, đậu đen, cá và hải sản sẽ giúp họ có sự năng động, hoạt bát hơn, trí não sáng suốt hơn để làm việc hiệu quả. Thứ tư là Lào. Món ăn truyền thống trong ngày Tết ở Lào là Lạp. Theo ngôn ngữ của nước này, Lạp có nghĩa là lộc. Theo nhiều chuyên gia văn hóa Lào thì Lạp được xem là linh hồn của người Lào trong năm mới. Người ta có thể tặng nhau món Lạp thay lời chúc may mắn đầu năm. Gia đình nào nhận được nhiều món ăn này thì hy vọng năm mới sẽ có nhiều tài lộc. Lạp ở đây thường được làm bằng thịt gà hay thịt bò tươi, sau đó đem trộn với gia vị, người Lào thường ăn lạp với sôi nóng. Thứ năm, Campuchia. Kari là món ăn truyền thống trong ngày Tết của người Campuchia. Những ngày đầu năm mới, mỗi gia đình đều đem món ăn này lên chùa và nhờ các sư làm lễ cúng dâng lên tổ tiên, sau đó cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm đầu năm mới. Thứ sáu, Mông Cổ. Những món ăn truyền thống trong gia đình của người Mông Cổ luôn là những loại bánh làm từ bột và sữa ngựa, trong đó, nổi bật chính là những chiếc bánh bao nhân thịt cừu nóng hổi được làm từ đặc sản của người Mông Cổ là thịt cừu. Những chiếc bánh được làm với kích thước vừa phải, gồm vỏ bánh là bột mì, cùng nhân là rau cải và thịt cừu. Bánh được hấp chín, ăn khi còn nóng và được thưởng thức với sữa ngựa lên men hoặc bánh ngọt và trà sữa. Thứ bảy, Malaysia. Không chỉ có những lễ hội tưng bừng chào đón năm mới, đất nước Malaysia còn có những món ăn truyền thống mê hoặc du khách. Vào những ngày đầu năm mới, du khách đến Malaysia sẽ có cơ hội thưởng thức món ăn Yu món ăn tượng trưng cho sự dồi dào, thịnh vượng và phát đạt. Món ăn này gồm các loại rau củ thái nhỏ, cá sống thái mỏng, thường là cá hồi, cá thu và dưới nước sốt sánh mịn lên trên. Đặc biệt, người dân Malaysia thêm cá vào món Yu để cầu may mắn, thêm cà rốt để cầu cho phát đạt, thêm dưa leo, cầu trẻ mãi không già và thêm dầu lên trên các nguyên liệu với ngụ ý rằng tăng lợi lộc phát tài. Thứ tám là Pháp. Vào đêm giao thừa, người Pháp sẽ chuẩn bị bánh gato được trang trí cầu kỳ đặt trên bàn tiệc. Khi năm mới đến, cả gia đình sẽ thưởng thức bánh để cầu mong sức khỏe, may mắn và thuận lợi. Thứ 9. Hà Lan Người Hà Lan đón năm mới bằng những chiếc bánh rán phủ đường nhỏ có tên là Olibolen. Olibolen mang ý nghĩa là old and new, cũ và mới, tượng trưng cho những điều đã qua trong năm cũ và hướng đến những điều mới mẻ của năm sau. Olibolen có hương vị gần giống bánh donut, gồm bột mì nhào với nho khô, táo, được rán vàng giòn và lan qua bột đường đầy ngọt ngào và hấp dẫn.